Thưa quý vị, thưa các bạn, nhằm đẩy mạnh dịch vụ chăm sóc, đưa thông tin và dịch vụ điện tới khách hàng một cách ổn định, an toàn, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc EVN-NPC đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, từ nâng cấp công nghệ đến đầu tư, xây dựng các công trình điện trọng tâm. Việc nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng chính là chìa khóa thành công của doanh nghiệp. Trong 10 tháng đầu năm 2020, tất cả 14 chỉ tiêu chất lượng dịch vụ khách hàng của EVN-NPC đều đạt so với quy định của EVN. Theo đó, đơn vị đã tiếp nhận giải quyết cấp điện cho 147 khách hàng trung áp. Thời gian trung bình giải quyết các thủ tục của ngành điện là 4,38 ngày, giảm 2,62 ngày so với quy định của EVN. Các đơn vị đã thực hiện tốt việc niêm yết công khai trình tự, thủ tục giải quyết yêu cầu của khách hàng. Sau hơn 5 năm đi vào hoạt động, Trung tâm chăm sóc khách hàng Tổng Công ty Điện lực miền Bắc đã phối hợp với các công ty điện lực tiếp nhận và xử lý 100% cuộc gọi. Đa số khách hàng đều đánh giá cao tính chuyên nghiệp, cách xử lý thông tin nhanh gọn, kịp thời, thực sự trở thành cầu nối gắn kết giữa ngành điện với khách hàng. Cho đến thời điểm hiện nay năm 2020, thì ngoài cái số tổng đài và trang web của trung tâm, thì chúng tôi đã tổ chức tiếp nhận và giải quyết các yêu cầu khách hàng trên các cái kênh mạng xã hội và tạo một cái tổng đài để khách hàng tự tra cứu, đó là cái 8079. Cái kết quả tiếp nhận yêu cầu và xử lý các yêu cầu khách hàng trong những năm gần đây thì cũng tăng lên đáng kể. Công ty Điện lực Hưng Yên trong thời gian qua đã rất chú trọng đẩy mạnh công tác dịch vụ khách hàng, trong đó đặc biệt là việc đánh giá hài lòng của khách hàng, phổ biến đến từng cá nhân và ký cam kết thực hiện, xây dựng và ban hành bảng tiêu chuẩn chấm điểm nội bộ độ hài lòng của khách hàng sử dụng điện đối với các điện lực trực thuộc và tổ chức đoàn chấm điểm tại các điện lực 6 tháng một lần, làm cơ sở để xét thi đua quý năm của các điện lực. Để thực hiện tốt công tác dịch vụ khách hàng này, thì công ty đã phối hợp với Sở Công Thương cũng như là xây dựng quy trình phát triển khách hàng mới để là sau đó thì là triển khai là đồng bộ tới các điện lực. Thời gian qua, PC Hưng Yên cũng rất chú trọng đến việc cung cấp các thông tin dịch vụ trên website, số điện thoại, email của công ty, Zalo của khách hàng về các thủ tục đăng ký cấp điện, thu tiền điện, để khách hàng nắm bắt quyền lợi, nghĩa vụ, đồng thời tránh phát sinh những khiếu nại thắc mắc trong việc tính toán tiền điện và sử dụng các dịch vụ của ngành điện. Tôi đang nói về cái chất lượng phục vụ. Ở đây thì điện thì mạnh hơn, ổn định hơn. Trong mấy năm nay thì cũng có 1-2 lần là bị coi như thế là hư hỏng. Thế thì cũng gọi điện đến trên tổng, thế các anh cũng đã đến tận nơi sửa chữa, thế rồi là khắc phục ngay trong đêm. Tôi cho đấy, đánh giá đấy là một cái tinh thần phục vụ rất là cao. Trong thời gian qua, công ty điện lực Lào Cai cũng đã cấp điện đảm bảo phục vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, cũng như nhu cầu sinh hoạt của nhân dân. Trong các dịp lễ Tết, các sự kiện chính trị, các kỳ thi của tỉnh, công ty đều có phương án chi tiết cụ thể nhằm cung cấp điện an toàn, liên tục, ổn định. Chất lượng dịch vụ khách hàng của Điện lực Lào Cai ngày càng được nâng cao theo đúng tôn chỉ của ngành, của tổng công ty, đồng thời mang bản sắc riêng với phương châm giữ trọn niềm tin của bạn. Có thể nói, tại Lào Cai, những năm gần đây chất lượng điện phục vụ khách hàng ngày càng được cải thiện rõ rệt. Khi mà sử dụng điện này, chỉ cần có những các cái sự cố nhỏ hoặc có những các cái ý kiến thì bên điện rất là nhiệt tình, cử anh em cán bộ xuống, nếu là sự cố thì sẽ xuống ngay. Kể cả trong đêm thì đấy là những cái mà về phía doanh nghiệp thì chúng tôi cũng rất là vui khi mà được sử dụng cái dịch vụ bên điện. Chúng tôi tiếp tục duy trì, phát huy và cải tiến không ngừng cái dịch vụ khách hàng để làm sao mà nâng tầm dịch vụ cho khách hàng và ngày càng cái dịch vụ càng xuất sắc hơn. Và anh chị em cán bộ nhân viên thì cũng với một cái tinh thần hết sức là nhiệt huyết đấy, về cái kỹ năng chăm sóc khách hàng thì chuyên sâu, cho nên thì chúng tôi thì cũng tin tưởng rằng là trong những năm tới đây thì công tác dịch vụ khách hàng của chúng tôi cũng sẽ được cải thiện. Năm 2020 cũng là năm EVN-NPC tập trung mọi nguồn lực, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng như số hóa các dịch vụ điện, hợp đồng mua bán điện, triển khai việc tiếp nhận và giải quyết các dịch vụ điện ngay tại hiện trường bằng thiết bị di động, ký hợp đồng điện tử đối với khách hàng sinh hoạt và ngoài sinh hoạt sau trạm công cộng, tăng cường triển khai các giải pháp thu tiền điện bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt, vì mục tiêu chung hướng tới sự phát triển bền vững và cung cấp các dịch vụ điện ngày một tốt hơn cho khách hàng.